dọc con sông đáy, đoạn chạy qua địa bàn huyện Yên Khánh. Những chiếc thuyền nhỏ mải miết với công việc đánh bắt cá tôm. Sẽ là những thước phim đẹp về cuộc sống lao động của những ngư dân làng chài, đời sống dựa vào sông nước, nếu như không có những hình ảnh như thế này xuất hiện. Bình kích điện. Những ngư cụ truyền thống dùng để đánh bắt cá tôm như đó, lờ, te, đăng giờ đã được các ngư dân cải tiến, gắn thêm dây điện nối trực tiếp với bình ắc quy kích điện. Điểm khác biệt giữa đánh bắt cá bằng lưới và đánh bắt cá bằng sung điện nằm ở chỗ nếu cá bị đánh bắt bằng lưới, những con cá lớn mắc lưới, nhưng cá nhỏ sẽ thoát qua mắt lưới và tiếp tục sinh trưởng, sinh sản. Còn đánh bắt cá bằng sung điện thì cá lớn, cá nhỏ gì cũng không thoát, hủy diệt luôn cả cá con và những con non. Từ đó làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Song những ngư dân này lại phủ nhận điều đó. Không biết là sử dụng những công cụ này thì nó có ảnh hưởng gì đến nguồn lợi thủy sản? Không, là bây giờ thấy một con nào nó ấy thì ấy, còn con nào không ấy nó lại hồi lại. Đó, nó lại bình thường. Cái này bắt được con nào nó vẫn sinh sản ra. Nó vẫn lớn được, nó vẫn sinh sản ra. Năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103 quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện và từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng điện lưới để khai thác thủy sản. Ngoài ra, đối với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý theo luật hình sự. Trên địa bàn tỉnh, phương thức xử lý mới chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền, nên tình trạng này vẫn còn diễn ra ngang nhiên. Hiện trạng hiện nay thì cái khai thác thủy sản tự nhiên, đặc biệt là khai thác thủy sản với cái công cụ thô sơ như kích điện thì vẫn còn xảy ra. Thì Chi cục Thủy sản hướng thời gian tới đây sẽ có tham mưu cho Sở Nông nghiệp trình Ủy ban tỉnh phê duyệt một cái đề án để giảm thiểu cái phương tiện khai thác ven bờ và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con ngư dân. Một buổi lễ phát động thả cá giống được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người tham gia. Hơn 11.000 con cá chép, cá trôi giống đã được thả xuống dòng nước tự nhiên, mang theo những thông điệp ý nghĩa về việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống. Tôi là được chứng kiến cái buổi thả cá hôm nay, tôi thấy cái việc làm hôm nay của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình là rất hay và rất ý nghĩa. Mà làm như vậy thì dân sẽ tin tưởng rằng là sẽ đánh động đến những cái người mà khai thác bằng sung điện trái phép thì đó sẽ không hoạt động nữa. Và nếu mà hoạt động thì có cái chế tài để chúng ta sẽ cấm ngặt cái đi để cho cái môi trường sinh vật thủy sản ấy nó phát triển. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, có lẽ cần nhiều hơn nữa những buổi lễ như thế này. Và quan trọng hơn cả là thay đổi được ý thức của người làm nghề chài lưới, những người đang trực tiếp hưởng lợi từ tự nhiên và cũng chịu tác động trực tiếp từ sự cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, nên cần có những động thái bảo vệ, phát triển bền vững. Chọn gói Internet siêu tốc, truyền hình 4K tương tác thông minh, 4G cho cả nhà cùng kho nội dung thời thượng, kết nối thả ga, giải trí mắc đã, thể thao đỉnh cao, game không giới hạn. Sử dụng gói Home ôm trọn giải trí, đăng ký hôm nay nhận ngay ưu đãi.